đến bây giờ trên thế gian sẽ không còn ai quan trọng với em, cũng bởi vì là anh đó người quan trọng nhất cũng đã lìa xa. Từng ngày qua em nhớ anh thật nhiều, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt bờ môi. Từng ngày qua em nghe lòng đó thật đau vì trong với em đến giờ phút này đây không ai là quan trọng nữa đâu, bởi vì anh quan trọng nhất cũng đã lìa xa, thì giờ em biết phải tin vào anh. Đến giờ phút này đây không ai là quan trọng với em, đến giờ phút này đây em sẽ không vì anh đến đâu, dù em biết sẽ có một ngày anh sẽ nhớ và quay về. Khi thế gian mai nói tôi dại khờ,
làm sao bây giờ biết tin vào ai bây giờ, tin vào em hay vào lời nhân gian. Đã nóng lên người đâu chỉ mình tôi hơi người, em dối gian sẽ trắng tay đường tình, rồi em sẽ buồn đến khi lòng em thiêu quạnh, thì em sẽ hiểu cho lòng tôi. Vì em yêu hoa lòng lừa, người ta nói em vẫn đi về hai đường, tình ông bướm em là người lắng lơ. Lời nhân thế vẫn mãi treo gẹo tôi, người mùa vui tôi thế thân qua đường, lời cay đắng tôi xót xa lòng điên cuồng, buồn đau đớn tôi đành tình dỡ ra. Làm sao bây giờ tôi phải làm sao bây giờ, khi thế gian mãi nói tôi dại khờ. Làm sao bây giờ biết tin vào ai bây giờ, tin vào em hay vào lời nhân gian. Đàn ông bên người đâu chỉ mình tôi hơi người, em dối gian sẽ chắc tay đường tình, rồi em sẽ buồn đến khi lòng em yêu quạnh, thì em sẽ hiểu cho lòng tôi. Làm sao bây giờ tôi phải làm sao bây giờ, khi thế gian mãi nói tôi dại khờ. Làm sao bây giờ biết tin vào ai bây giờ, tin vào em hay vào lời nhân gian. Đã nóng bên người đâu chỉ mình tôi hơi người, em dối gian sẽ trắng tay đường tình, rồi em sẽ buồn đến khi lòng em yêu quạnh, thì em sẽ hiểu cho lòng tôi. Giống như đang lao vào một trò chơi của em. Trò chơi này chính em đã nhẫn tâm bày ra, trò chơi này chính em đã kéo tôi vào chơi. Trò chơi mà tôi đâu nào hay, trò chơi mà tôi đâu nào tin, và tôi vẫn cứ yêu em như một trẻ con. Trò chơi này chính em đã nhẫn tâm bày ra, trò chơi này chính em đã bắt tôi phải chơi. Trò chơi này em không yêu ai, trò chơi này em chỉ yêu em, và em chỉ muốn sống vui
đời em chưa có nào yêu say cùng tôi là cho tôi thêm hy vọng vào tình yêu của em. Em nói với người ta rằng tôi không hợp với em, rằng em sẽ không cho tôi làm người tình của em. Vậy mà khi ở bên tôi em nào nói như vậy đâu, làm cho tôi thêm tin tưởng vào tình em. Rồi khi người ta nói hết với tôi, rồi khi tôi biết hết tất cả về em, tôi thấy mình thật ngu ngơ, tôi thấy mình thật đáng thương, giống như đang lao vào một trò chơi của em. Trò chơi này chính em đã nhẫn tâm bày ra, trò chơi này chính em đã kéo tôi vào chơi. Trò chơi mà tôi đâu nào hay, trò chơi mà tôi đâu nào biết, và tôi vẫn cứ yêu em như một trẻ thơ. Trò chơi này chính em đã nhẫn tâm bày ra, trò chơi này chính em đã bắt tôi phải chơi. Trò chơi này em không yêu ai, trò chơi này em chỉ yêu em, và em chỉ muốn sống vui đời em chứ có nào yêu tôi. Trò chơi này chính em đã nhẫn tâm bày ra, trò chơi này chính em đã kéo tôi vào chơi. Trò chơi mà tôi đâu nào hay, trò chơi mà tôi đâu nào biết, và tôi vẫn cứ yêu em như một trẻ thơ. Trò chơi này chính em đã nhẫn tâm bày ra, trò chơi này chính em đã bắt tôi phải chơi. Trò chơi này em không yêu ai, trò chơi này em chỉ yêu em, và em chỉ muốn sống vui đời em chứ có nào yêu tôi. Bà xã tôi đang bỏ quan, 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 đang bỏ quan, đang bỏ quan. Sáng sớm em đã đi phiên chợ xa thiệt là xa. Hạnh phúc tuyệt vời nào ai sánh được, thương lắm em ơi. Cứ mỗi sáng em mang hàng ra chợ, còn khi về nhà lại đảm đang mọi việc. Ngày tháng trôi qua vất vả biết bao, nhưng miệng luôn tươi nở nụ cười.
tôi làm anh say đắm. Bà xã ơi, bà xã ơi, bà xã năm bờ quan hải, cho anh được hôn em bằng sự rung động của trái tim mình. Cưng quá giờ ơi, nói chân nên đời. Nhớ ngày nào đôi bàn tay em bóng mắng mềm mại, mà bây giờ cứ có ý xàm chai. Cũng vì yêu anh mà em vất vả đêm ngày, cũng vì yêu anh mà em chẳng màng gian khó. Nhưng dù thế nào em cũng vẫn là hoa hậu lòng anh, là bà xã tuyết chơi của đời anh muôn thuở. Giờ hiền yêu ơi, bao tháng năm mình kề bên nhau, dẫu gian lao nào ta có sợ mình bên chồng thêm vui. Sở thích của Hằng là shopping, bởi vì vậy Hằng đã có một cái shop ở trên đường Lý Tự Trọng, 122 Lý Tự Trọng, thì chắc chắn các bạn phải ghé qua nha. Vì shop của Hằng rất là thời trang, rất là tuổi teen dành cho các bạn tuổi teen hiện nay đó. Màu sắc của Hằng thích thì là màu hồng nè, màu xanh nè, màu trắng nè, màu đỏ, màu vàng. Ôi tất cả các màu vậy, màu nào cũng xinh hết. Và môn thể thao mình yêu thích nhất là bowling. Hằng có thể chơi bowling tới một điểm là 160 lần đó. Người con gái mà chơi tới 160 là dữ dội lắm á, tại vì sếp của Hằng chơi cùi bắp lắm. Mất luôn tình yêu, mất luôn niềm tin, mất tất
thơ vì vẫn có một tình yêu sâu trong lòng em mãi dành cho anh. Chắc là mọi người nói là sẽ rất là mắc, nhưng khi mà mọi người cầm cái album trên tay thì mọi người sẽ biết được cái giá trị thực của nó như thế nào. Từ trước album đó lên tới 400.000 lần đó, nhưng các bạn chỉ được bán với giá 200.000 thôi, tức là các bạn được lời tới 200.000 lần á. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi, em đã cố không cho tiếng khóc thành lời. Chẳng bởi vì anh đã đến giờ đây quay lưng đắng cay, ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi sẽ không thật nhiều, tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. Nhật ký ngày tháng năm. Chào anh, lâu quá mình không gặp. Hôm qua tình cờ em xem lại bộ phim The Ghost, không biết tại sao bỗng nhiên em đã khóc. Có lẽ do bộ phim quá lãng mạn, hay do trái tim em đang nhớ đến anh. Ngồi bên em mà chẳng thấy em, đi cạnh em mà chẳng nói chi. Chẳng giờ đây trong trái tim anh đã không có hình bóng. Chẳng lẽ anh đã quên hết sao? Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi. Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời. Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào, đến giờ đây quay lưng đắng cay. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi sẽ không thật nhiều, nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình.
làm sao để đối diện với nó nữa. Anh biết không, cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu thương mà như hai kẻ xa lạ không quen biết, thực sự rất khó chịu. Khó chịu đến nỗi mặc dù em đã cố chấp nhận rằng mình đã mất anh, nhưng nước mắt vẫn rơi. Ngồi bên em mà chẳng thấy em, đi cạnh em mà chẳng nói chi. Chẳng giờ đây trong trái tim anh đã không có hình bóng của em. Ngồi bên em mà như chẳng quen, anh nhìn em sao quá ngại ngùng. Bao ngày tháng đời ta đã yêu và yêu, chẳng lẽ anh đã quên hết. Đến giờ đây quê lưng đáng cay, ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi, sẽ không thật nhiều. Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ vô hình, người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau, người vô hình nhưng trong lòng. Giờ đây quay lưng đáng kể, ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi, sẽ không thật nhiều. Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. $200,000 một album chắc là mọi người nói là sẽ rất là mắc, nhưng khi mà mọi người cầm cái album trên tay thì mọi người sẽ biết được cái giá trị thực của nó như thế nào. Từ trước album đó lên tới $400,000 lần đó, nhưng các bạn chỉ được bán với giá $200,000 thôi, tức là các bạn được lời tới $200,000 lần đó. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi. Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời, chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào. Đến giờ đây quay lưng đắng cay, ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi, sẽ không thật nhiều. Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. Nhật ký ngày tháng. Chào anh, lâu quá mình không gặp. Hôm qua tình cờ em xem lại bộ phim The Ghost, không biết tại sao bỗng nhiên em đã khóc. Có lẽ do bộ phim quá lãng mạn, hay do trái tim em đang nhớ đến anh. Ngồi bên em mà chẳng thấy em, đi cạnh em mà chẳng nói chi. Chẳng giờ đây trong trái tim anh đã không có hình bóng của em. Ngồi bên em mà như chẳng quen, anh nhìn em sao quá ngại ngùng. Bao ngày tháng đời ta đã yêu và yêu, chẳng lẽ anh đã quên hết sao. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi. Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời, chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào. Đến giờ đây quay lưng đắng cay, ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi, sẽ không thật nhiều. Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. Nhật ký ngày tháng năm. Hôm nay tình cờ mình gặp lại nhau, đáng lẽ nó phải là ngày em rất hạnh phúc, nhưng cuối cùng nó lại là ngày em rất buồn. Buồn đến nỗi
phải làm sao để đối diện với nó nữa. Anh biết không, cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu thương mà như hai kẻ xa lạ không quen biết, thực sự rất khó chịu. Khó chịu đến nỗi mặc dù em đã cố chấp nhận rằng mình đã mất anh, nhưng nước mắt vẫn rơi. Ngồi bên em mà chẳng thấy em, đi cạnh em mà chẳng nói chi. Chẳng giờ đây trong trái tim anh đã không có hình bóng của em. Ngồi bên em mà như chẳng quen, anh nhìn em sao quá ngại ngùng. Bao ngày tháng đời ta đã yêu và yêu, chẳng lẽ anh đã quên hết. Sẽ đợi anh đi, sẽ không thật nhiều. Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. Người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau. Người vô hình nhưng trong lòng vẫn đau. Người biết không, ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi. Em đã khô không cho tiếng khóc anh lời. Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào, nên giờ đây quay lưng đáng kể. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi, sẽ không thật nhiều. Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. Thật hồn nhiên phút mong chờ.
Mặt trắng như tôi, cúi mặt gục đầu, nửa đời ta đã về đâu? Sống đêm một ngày ta biết nên thương đau. Sống thật vì đời, rồi đời cũng chẳng chê ta. Sống thật vì người, mà người vẫn bỏ ta đi. Sống thật vì tình, để giờ đây ta khóc một mình. Người đời quen lối sống ra, bạn bè sau mới hôm qua, mà nay dối gian thật nhiều. Cuộc đời ta có bao nhiêu, người cho ta biết sống ra. Dịu đời ta uống hôm qua, đêm nay ta bước chân âm thầm, để ngày mai ta cố quên lỡ lòng. Gục đầu, nửa đời ta đã về đâu? Sống đêm một ngày ta biết nên thương đau. Sống thật vì đời, rồi đời cũng chẳng chê ta. Sống thật vì người, mà người vẫn bỏ ta đi. Sống thật vì tình, để giờ đây ta khóc một mình. Người đời quen lối sống ta, bạn bè sau mới hôm qua, mà nay dối gian thật nhiều. Cuộc đời ta có bao nhiêu, người cho ta biết. Đêm nay ta bước trong âm thầm, để ngày mai ta có
cố quên lỡ lòng. Người đời quen lối sống ra, bạn bè xảo trá điều hòa, tình nhân dối gian lọc lừa, nửa đời ta nên thương đâu. Người cho ta biết sống ra, dịu đời ta uống hôm qua, đêm nay ta bước trong âm thầm, để ngày mai ta cố quên lỡ lầm. Đêm nay ta bước trong âm thầm, để ngày mai ta cố quên đời ta. Rồi em sẽ buồn đến khi lòng
hiểu cho lòng tôi. Giống như đang lao vào một trò chơi của em. Trò chơi này chính em đã nhẫn tâm bày ra, trò chơi này chính em đã kéo tôi vào chơi. Trò chơi mà tôi đâu nào hay, trò chơi mà tôi đâu nào tin, và tôi vẫn cứ yêu em như một trẻ thơ. Trò chơi này chính em đã nhẫn tâm bày ra, trò chơi này chính em đã bắt tôi phải chơi. Trò chơi này em không yêu ai, trò chơi này em chỉ yêu em, và em chỉ muốn sống vui đời em, chứ có nào yêu tôi. Em không muốn làm tôi bị tổn thương, vậy mà khi ở bên tôi em lại đắm say cùng tôi, làm cho tôi thêm hy vọng vào tình yêu của em. Em nói với người ta rằng tôi không hợp với em, rằng em sẽ không cho tôi làm người tình của em. Vậy mà khi ở bên tôi em nào nắng như vậy đâu, làm cho tôi thêm tin tưởng vào tình em. Rồi khi người ta nói hết với tôi, rồi khi tôi biết hết tất cả về em, tôi thấy mình thật ngu ngơ, tôi thấy mình thật đáng thương, giống như đang lao vào một trò chơi của em. Trò chơi này chính em đã nhẫn tâm bày ra, trò chơi này chính em đã kéo tôi vào chơi. Trò chơi mà tôi đâu nào hay, trò chơi mà tôi đâu nào biết, và tôi vẫn cứ yêu em như một trẻ thơ. Trò chơi này chính em đã nhẫn tâm bày ra, trò chơi này chính em đã bắt tôi phải chơi. Trò chơi này em không yêu ai, trò chơi này em chỉ yêu em, và em chỉ muốn sống vui đời em, chứ có nào yêu tôi. Trò chơi này chính em đã nhẫn tâm bày ra, trò chơi này chính em đã kéo tôi vào chơi. Trò chơi mà tôi đâu nào hay, trò chơi mà tôi đâu nào biết, và tôi vẫn cứ yêu em như một trẻ thơ. Trò chơi này chính em đã nhẫn tâm bày ra, trò chơi này chính em đã bắt tôi phải chơi. Trò chơi này em không yêu ai, trò chơi này em chỉ yêu em, và em chỉ muốn sống vui đời em,
và xa tôi năm bờ quan. Trọng 122 Lý Tự Trọng thì chắc chắn các bạn phải ghé qua nha, vì sắp có hàng rất là thời trang, rất là tuổi teen dành cho các bạn tuổi teen hiện nay đó. Màu sắc của hàng thích thì là màu hồng nè, màu xanh nè, màu trắng nè, màu đỏ, màu vàng, ôi tất cả các màu và màu nào cũng xinh hết. Và môn thể thao mà yêu thích nhất là bowling. Hàng có thể chơi bowling tới một điểm là 106 luôn đó. Người con gái mà chơi tới 106 là dữ dội lắm á, tại vì sếp của hàng chơi cùi bắp lắm.
sao ơi. Ngày hôm qua sống không cần anh tìm đến để và anh nói anh cần em. Rồi hôm nay khi em cần có anh lại nói em không cần em. Con gái khi yêu trao đến cho người yêu, con gái yêu này sẽ đánh mất tất cả, sẽ đánh mất luôn tình yêu, mất luôn niềm tin, mất hết tất cả gì đã trao. Con gái khi yêu không hề yêu gian dối, con gái yêu lầm sẽ học lầy dối gian. Người mang đến cuộc đời em cho em hạnh phúc, bạn em phải quên đi niềm đau. Con gái khi yêu trọn đời vẫn tha thứ, con gái yêu lầm cả đời vẫn thứ tha. Vì mình có một tình yêu sâu trong lòng em mãi dành cho anh. Chắc là mọi người nói là sẽ rất là mắc, nhưng khi mà mọi người cầm cái album trên tay thì mọi người sẽ biết được cái giá trị thật của nó như thế nào. Từ chiếc album đó lên tới 400.000 lần đó, nhưng các bạn chỉ được bán với giá 200.000 thôi, tức là các bạn được lời tới 200.000 lần đó. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi, em đã cố không cho tiếng khóc thành lời. Chẳng bởi vì anh đã giờ đây quay lưng đắng cay, ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi sẽ không thật nhiều, tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình. Nhật ký ngày tháng năm. Chào anh, lâu quá mình không gặp. Hôm qua tình cờ em xem lại bộ phim The Ghost, không biết tại sao bỗng nhiên em đã khóc. Có lẽ do bộ phim quá lãng mạn, hay do trái tim em đang nhớ đến anh. Ngồi bên em mà chẳng thấy
quên hết sao. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi. Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời. Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào nên giờ đây quay lưng đắng cay. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi sẽ không thật nhiều. Nhau mà hại chúng ta cứ như người vô hình. Nhật ký ngày tháng năm. Hôm nay tình cờ mình gặp lại nhau. Đáng lẽ nó phải là ngày em rất hạnh phúc, nhưng cuối cùng nó lại là ngày em rất buồn. Buồn đến nỗi em không biết phải làm sao để đối diện với nó nữa. Anh biết không, cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu thương mà như hai kẻ xa lạ không quen biết, thực sự rất khó chịu. Khó chịu đến nỗi mặc dù em đã cố chấp nhận rằng mình đã mất anh, nhưng nước mắt vẫn rơi. Ngồi bên em mà chẳng thấy em, đi cạnh em mà chẳng nói chi. Chẳng giờ đây trong trái tim anh đã không có hình bóng của em. Ngồi bên em mà như chẳng quen. Anh nhìn em sao quá ngại ngùng. Bao ngày tháng đời ta đã yêu và yêu, chẳng lẽ anh đã quên hết sao? Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi. Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời. Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào nên giờ đây quay lưng đắng cay. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi sẽ không thật nhiều. Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như vô hình. Người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau. Người vô hình nhưng trong lòng giờ đây quay lưng đắng cay. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi. Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào. Em sẽ đợi anh đi sẽ không thật.